Thầy trò vùng cao xin kính chào quý thầy cô, quý ông anh chị cùng toàn thể các bạn. Vâng, kính thưa quý ông anh chị là trong tuần vừa qua thầy trò em cũng bận một số công việc của nhà trường vì đầu năm học mới nên cũng rất nhiều những công việc phải làm. Thì hôm mà thầy trò cũng tình cờ gặp mà cháu K là cháu bị là cái con ong đất là đốt thẳng vào cái con ngươi mắt. Nên là cái mắt của cháu đã bị hỏng cũng được gần một tháng nay rồi. Thì bố mẹ thì sợ là đi xuống viện hết tiền nên không dám cho con đi, nên là hôm thầy trò phát hiện thì cũng là quá muộn rồi, thì cũng đưa cháu xuống đây đến ngày hôm nay cũng là gần 10 ngày rồi. Thì để cho cháu ở bệnh viện này thì thầy trò cũng có gửi gắm là các bác sĩ là cố gắng là chăm sóc cháu, vì là thầy trò em cũng không thể xuống được thường xuyên. Và cũng nhờ các thầy cô giáo là buổi sáng đi làm mà buổi chiều có đi về ấy, thì cũng rẽ vào trong này để ý tới cháu ạ. Thì hôm nay thầy trò cũng đón được phụ huynh xuống là để cho xem tình hình, là phụ huynh là cố gắng ở đấy chăm sóc 1-2 ngày để xem cái hướng như thế nào. Thì hôm nay thầy cháu sẽ xuống để hỏi trực tiếp bác sĩ xem là cái mắt của cháu là còn cứu được nữa hay không, xem có cái phương án gì tốt nhất cho cháu ạ. Thực ra đưa bố cháu xuống thế này thì cũng chỉ là để xem cháu thôi chứ cũng chả biết làm gì đâu, phụ huynh là chán lắm. Chín ba con một không chín đọc cho thầy ra, 1 2 3 3 con 1 3 1 7 1 2. Alo, chào bác sĩ ạ. Vâng, chị ơi, cho em hỏi là cái con bé học trò mà bị ong đốt vào mắt ấy, em muốn hỏi tình hình của cháu là xem đến ngày hôm nay như nào chị, cái hướng là thôi. Dạ, cái mắt nó là không còn bảo tồn nữa rồi, từ hợp ai cho mắt thì còn được thôi, chứ còn mắt không bảo tồn nữa đấy. Vâng. Vâng, em cũng hỏi xem tình hình. Cái mắt đấy là hỏng, còn bây giờ là điều trị để cái giác mạc không bảo tồn lại cái mắt đấy, để nó không bị hỏng, cũng phải bỏ mắt đi thôi, hiểu chưa? Và điều trị cho cái viêm giác mạc nó rất là nặng, để cho cái giác mạc nó khỏi viêm là ổn định thì lúc đấy nó mới có thể về được và bảo tồn lại cái mắt. Nên là nó còn mắt ở trên đấy nhưng thực ra nó sẽ mất thị lực. Vâng, có nghĩa là nếu mà có chuyển lên tuyến trên thì cũng có được không chị? Trên á. Vâng. Trên giờ này cũng khó lắm. Còn tùy thôi, nếu gia đình muốn thì có thể xuống gặp. Đấy. Vâng, thì em cũng muốn hỏi trao đổi trực tiếp với bên chỗ bác sĩ xem là tình hình, liệu cái khả năng cái mắt của cháu ấy thì còn có khả năng nữa không? Nếu có khả năng thì em vẫn cứu. Khả năng bây giờ chỉ có người cho mắt thôi. Chứ còn mắt nó bây giờ là nó mất hết được gì nữa, mất hết thì được gì nữa. Con bảo bác sĩ giải thích thế rồi gì, đúng không? Vâng, vâng. Thế thì cũng giờ chưa? Còn từ trường hợp mà có người hiến mắt thì có thể thay mắt, đúng không? Vâng, vâng, thì cảm ơn bác sĩ ạ. Còn cái bảo hiểm của cháu thì em vẫn đang làm. Thì hiện tại thì bên ủy ban xã thì họ cũng... Bên đấy thì em dục mãi đấy, thì chắc sang tuần thì em cầm xuống chị ạ. Dạ, ừ, có bảo hiểm nó thì nó đỡ tiền thuốc thang này làm viện đi. Dạ, vâng. Vâng, vâng, cảm ơn chị ạ. Dạ, dạ, đấy, xác định như thế. Bố vâng. Mẹ nó chả thấy không, mỗi hôm mẹ xuống đây có ấy thôi. À, có bố mẹ đây, hôm nay ông bố nó thấy thò mặt xuống đây này đó. Ờ đấy, mai bố thì chưa nhìn mặt ra, thấy mặt mẹ thôi. Bố đẹp trai lắm nhỉ. Chán rồi. Vâng, thế có gì thì cứ thông tin cho em nhé, vì bố mẹ nó không biết gì đâu ạ. Ừ. Nếu mà trường hợp mà muốn đi Hà Nội ấy, thì em có thể xuống gặp trực tiếp bác sĩ trưởng khoa. Dạ vâng, bác sĩ trưởng khoa là bên nào chị nhỉ? Trong khoa mắt đấy. Vâng, em đang ở trên đây rồi nhưng mà không thấy nhưng mà ai. Hiện tại cô không hết giờ anh chính thì cô không ở đấy đâu. À dạ vâng. Ừ. Hết giờ anh chính không còn đấy nữa. Thế có gì cũng nhờ chị hộ em ấy nhá, vì em đi làm suốt rồi, thì vâng khổ thân chỉ giúp nó thôi. Có
có nhu cầu như thế thì có thể thứ hai rồi chính ấy thì mà thôi để chị hỏi xem là có luôn bây giờ này với dịch giãn có đi được không thôi. Không, cũng em cũng muốn hỏi ví dụ như là khả năng mà có thể là chữa được thì mới đi. Không, vâng. Mất khả năng rồi, chị lần nó mất hết rồi. Vâng. Thì đấy là như bảo vậy vì là bởi giờ vì đang điều trị bảo tồn để giữ lại cái mắt cho nó thôi. Nhưng vâng, mà trường hợp nó hỏng nó phải sửa thứ người ta phải bỏ nó đi ấy. Dạ vâng. Mặc dù bây giờ nó sẽ giữ bảo tồn mắt, nó vẫn còn mắt, nó không nhìn thấy, nó mất thị lực thế thôi. Dạ dạ. Nên lại nôm na là mù ấy. Đấy, mù một mắt. Vâng. Thì có gì đến sáng thứ hai thì em sẽ xuống để em hỏi xem tình hình nào thì em cũng đi xin trợ cấp khắp nơi để cho cháu nó thôi. Nếu mà cảm vâng, nếu mà cứu được đi được thì em cũng sẽ cố gắng để em đi xin trợ cấp ạ. Rồi. Vâng, cảm ơn chị nhá. Dạ vâng. Có gì chị cứ gọi vào số này cho em ạ. Thầy Hùng đúng không? Vâng, dạ vâng. Thôi được rồi, ván đây thì bỏ khẩu trang ra được rồi. Thế là căng nhờ. Thì để đến thứ hai nhá. Thứ hai thì thầy xuống hỏi bác sĩ xem tình hình, nếu mà bác sĩ bảo nếu còn cứu được thì thầy sẽ đưa đi Hà Nội nhá. Đấy. Chứ còn trông chờ vào ông bố đây thì không ổn đâu. Thế là xuống thì tối nay ngủ đây một tối với con nhá. Tối ngủ đây chứ. Vâng. Con dâu rồi. Thế đây là con dâu à? Con dâu rồi, con ngủ với em một tối không? Được rồi, con nhỏ. À con nhỏ à? Không cho ông ngủ đây đâu, không có người đàn ông ngủ đây đâu, cho ông về thôi. À có nghĩa là ấy thì toàn phụ nữ à? Thì có phụ nữ không thôi ở đây nữa. Không, bởi vì cái này là cô không có quyền. Vì người ta xuống người ta cho người bệnh nhân có con có cháu của họ được. Cô nói như thế là không phải. Đấy. Đấy, bởi vì cái đây là phòng bệnh nhân. Đấy. Ông xuống ông chăm con ông thì giường của ông như nào ông cứ ngủ chứ đấy. Nó là đông người, đây không phải là nhà mình. Không phải là mình ngủ đấy, mình lo rồi nghe nào nghe kia đâu. Mình ngủ ở trong con mình ở yên một chỗ có đi đâu nên mà nó cái chuyện đấy không được, không phải như thế. Rồi, cái này là hỏng hết rồi. Cái này để xem để thứ hai thì thầy mới hỏi được. Thế hỏi thì phải bác sĩ chính thì họ mới biết trả lời. Còn bác sĩ trực thì họ không biết được đâu. Vâng. Như nào như làm gì thì phải tổng khoa có thể mới biết được là như thế nào ấy thì cứ được thôi. Vâng. Thế tối thì cứ ở đây với con nhá, thế cho. Không đi đâu. Về mình ở đây. Có gì thì nhờ ông em này, ông ấy hộ em nhá. Có gì cứ sang bảo như cho. Đây là không phải là nhà của họ đâu. Đây là bệnh viện. Thôi được rồi. Về thứ hai thì xuống thì sẽ cố gắng xem tình hình như nào. Nếu mà về thì cứ đi về một mình nhá, cứ để nguyên để cháu đây nhá. Hôm nào thầy không xuống đây xem nó thì có cô giáo khác xuống nhá. Đừng cho nó đi về mệt nó ra nhá. Mình nó không có tiền rồi thì để yên để mọi người cứu. Đấy. Thầy sẽ làm hết sức cho để xem mà tìm cách xem như nào. Nếu khi nào cảm thấy không được nữa thì biết thôi. Còn được thì vẫn cứu nhá. Thương con thì xuống đây chăm con xem con thì tốt. Đấy nhưng đừng cho nó đi về đi bộ về tận nhà, đi xuống thì mệt lắm. Đấy mười mấy cây số. Năm nay thì anh bao nhiêu tuổi rồi? 50 à? Hơn 50 à? Hơn 50 10 đứa nhờ. Ngày xưa cũng sức khỏe phết đấy nhờ. Năm gái giỏi phết. Biết làm đấy, không biết làm này không làm được như thế đâu, không đều như thế đâu nhở. Thế cố gắng cứ ở đấy với con nhá, thương con này xuống xem nó tử tế vào.
Đấy, còn cái việc về kinh tế tiền bạc thì khác, thầy cô khác lo cho nhá. Nó đó thứ 9. Đây hai bố con thì cho ăn bữa tối này này. Bằng này ăn thoải mái rồi nhá. Đấy. À. Nhớ đưa con đi ăn uống rồi nhá. Ăn xem con nó thích ăn phở thì mua phở cho con ăn nhá. Thế nó cứ ở đây với con nhá, được chưa? Có gì thì khác con bảo bác sĩ gọi cho thầy nhá. Đấy, phải biết thương con, xuống chăm con thì người ta mới thấy là ừ, ông này ông biết. Ông này ông biết thương con thì người ta mới cứu. Ôi, tưởng là chỉ biết đẻ ra thôi, chết thì chết, sống thì sống thì họ cũng hơi buồn đấy, được chưa? Không. Nhá. Như thế là gì mà sống được bạn đẩy người. Đấy nên là phải cố gắng. Không có đồng nào để chiêu. Đi bên này em ơi. Vâng, cũng hai ngày hôm nay thì thầy trò em là cũng bận nên là cũng không xuống xem cháu thường xuyên được, nên là thôi thì bây giờ về cũng tranh thủ là đưa cháu về tắm rửa nhờ nhà cô bác anh chị ở gần đây ạ. Xong là cho cháu đi ăn bữa cơm, thầy trò sẽ đưa cháu quay trở lại bệnh viện ạ. Hôm nay là có mỗi con cá chép om dưa khổ thân. Mấy hôm trời là cái mắm ở trên nào đâu? Ơi. Rồi đấy chú Hải ngồi gần cháu để gắp thức ăn cho cháu. Ơ còn à? Hả? Ở trong tủ có chứ. Nè cá chép con chơi phải làm cái nồi để đun lên nó mới sôi mới ngon nhỉ. Con cho rau. Thế là hôm nay là đưa cháu nó về, đưa cháu về ở trên nhà cho tắm rửa tí, thầy trò đưa ra viện luôn. Đấy, chú Khánh ngồi gần thì có gì gắp cho cháu ăn nhá. Ok. Đây cháu có cá không? Ăn đi, con ăn đi. Làm máu, làm máu. Hôm nay cả nhà là có mỗi con cá chép chú Khánh mang tới là hơn 3 cân, được cái nồi này nó cũng đẹp. Cá chép om dưa là hay rất ngon. Thôi mời cả nhà nhá, ăn cơm em nhá, ăn nhiều bát vào chứ chưa? À. Vâng, thầy cho em cũng xin phép được kết thúc video tại đây ạ. Một lần nữa xin được kính chúc quý thầy cô, quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.